Liên quan đến vụ hàng nghìn tấn rác thải tồn đọng tại bãi rác xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đến nay, huyện Tiên Lãng đã tạm ngừng việc tiếp nhận rác từ các địa phương khác về bãi rác Kiến Thiết, đồng thời sẽ tìm kiếm đơn vị có năng lực và công nghệ phù hợp để xử lý lượng rác thải tồn đọng tại khu vực này. Tại bãi rác xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, những chiếc máy xúc đang hoạt động liên tục để gom lượng rác thải tồn đọng tập kết chưa đúng nơi quy định. Trước tình trạng khoảng trên 10.000 tấn rác thải tồn đọng, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng xác định Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thành Vinh không đủ năng lực để xử lý theo yêu cầu. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang gấp rút tìm kiếm đơn vị có năng lực và công nghệ phù hợp để xử lý nhanh nhất lượng rác tồn đọng tại đây. Trước mắt, huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai giải pháp sử dụng công nghệ vi sinh để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời giao Ủy ban nhân dân xã Kiến Thiết đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát. Chúng tôi cũng đã phân công là công chức chuyên môn về lĩnh vực môi trường và phối hợp với lại các lực lượng liên quan của địa phương là hàng ngày bố trí kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành theo kết luận của huyện và của thành phố. Quá trình tổ chức triển khai đến nay thì công ty Thành Vinh cũng đã nghiêm túc thực hiện, là cũng không có cái việc chở rác ở các nơi khác về bãi rác tập trung của Kiến Thiết nữa. Còn tại thị trấn Tiên Lãng, sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng hỗ trợ thu gom vận chuyển xử lý, thì trên địa bàn không có tình trạng rác thải tập kết bừa bãi. Công tác thu gom rác sinh hoạt của người dân được các thành viên trong tổ môi trường của địa phương duy trì và triển khai đều đặn. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng cũng cho biết, về lâu dài, địa phương sẽ đánh giá tổ chức lại hoạt động thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện theo đúng quy định và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.